Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2021, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thường tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính quyền năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Năm 2020, các cấp cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thường đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp huyện Vĩnh Thường nhiệm kỳ 2020-2025, 66 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội sớm gần một tháng so với quy định. Đại hội đảng bộ huyện Vĩnh Thường lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 8 năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Năm 2020, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 1.206 tỷ đồng, đạt 193,16% so dự toán năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, đã thực hiện giải ngân trên 1.156 tỷ đồng, đạt 106,5% so với cam kết với thường trực tỉnh ủy. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt được những kết quả nổi bật. Năm 2020 đã bồi thường và bàn giao mặt bằng 130,37ha đạt 104,3% so với kế hoạch, với tổng số tiền đã chi trả 312,42 tỷ đồng. Trong năm huyện chỉ đạo xử lý được 1.026 trường hợp vi phạm luật đất đai trên địa bàn, bằng 789% so với nội dung ký cam kết với thường trực tỉnh ủy, đạt 124,5% so với chỉ tiêu giao của ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức thành công 12 cuộc cưỡng chế thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước tại các khu dân cư được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Trong năm toàn huyện đã xây dựng được 127 km cống rãnh thoát nước. Được tỉnh chọn là đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường và gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh. An sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được quan tâm, tổ chức thành công chương trình Tết ấm tình quê hương, xuân canh tí 2020, tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo với tổng kinh phí là 1,362 tỷ đồng. Vận động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa chữa 50 nhà ở đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xã Tam Phúc, Ngũ Kiên, Vũ Di xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu, chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập xã Tân Cương với xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú là đơn vị duy nhất của tỉnh thực hiện việc sáp nhập xã theo nghị quyết 868 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả. Tập thể ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ, thường trực huyện ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Năm 2021, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân ba cấp, chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị loại 4, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, xã hội phấn đấu đưa giá trị sản xuất tăng trên 11,5% so với năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 496 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt hơn 59 triệu đồng người năm, giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động. 78% lao động qua đào tạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%. Về xây dựng đảng, phấn đấu kết nạp mới 180 đảng viên, phấn đấu từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng và trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng tại các chi đảng bộ cơ sở, các giải pháp, kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết với huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện. Giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đối thoại với nhân dân, giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy Vĩnh Thường yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thành công chủ đề năm lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị loại 4, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Chủ động tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Triển khai quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp trấn Hưng, cụm công nghiệp Đồng Sóc. Tiếp tục thực hiện dồn thừa đổi ruộng, tập trung tháo gỡ để hoàn thành huyện đạt nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Triển khai nghị quyết về phát triển văn hóa và thông tin Nghị quyết về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 đến 2025 vừa được huyện ủy ban hành. Tăng cường kiểm soát chống hàng giả, hàng kém chất lượng, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp đầu xuân Tân Sửu. Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, thực hiện cuộc vận động xây dựng huyện Vĩnh Thường xanh sạch đẹp văn minh, đáng sống, tiếp tục xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước và thủy vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021, tích cực công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường công khai minh bạch các hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp để nhân dân biết, giám sát tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân Vĩnh Thường tặng cờ thi đua bằng khen và giấy khen. Trong đó, thị trấn Tứ Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Văn phòng huyện ủy, xã Hiên Lập, xã Vũ Di được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen. Bảy tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 14 tập thể và 8 cá nhân được huyện ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục. Đồng chí Lê Minh Thịnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 25 tập thể, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 3 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 37 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 204 cá nhân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 43 cá nhân.